huyện Tân Kỳ tiếp tục thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2025 có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số huyện Tân Kỳ giai đoạn 2021-2025 để tổ chức thực hiện trên địa bàn, đã hoàn thành việc kết nối họp trực tuyến giữa huyện với các xã, thị trấn, hoàn thiện việc cập nhật các thủ tục hành chính lên môi trường điện tử, phục vụ cho các giao dịch của người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp. Triển khai xong chứng thư số trên phần mềm quản lý văn bản điện tử VNPT iOffice, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Lĩnh vực quốc phòng an ninh đạt được những thành tựu quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển. Cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, tổ chức tốt diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã thị trấn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Một dấu ấn quan trọng đó là Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thực sự đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt chương trình công tác đã được xác định, bao quát công việc và tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm bức thiết, tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Năng lực quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp ngày càng được đổi mới, nâng cao theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, gần dân, sát cơ sở, góp phần tích cực cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Với những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực, năm 2020, Đảng bộ huyện Tân Kỳ được tỉnh ủy xếp loại vững mạnh, chính quyền huyện Tân Kỳ được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp loại xuất sắc. Thành tích này đã minh chứng cho sức vươn mạnh mẽ, là kết quả của ý chí quyết tâm, của tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, với lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà sẽ tiếp tục đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy lòng tự hào và khát vọng vươn lên, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là tâm huyết, công sức, trí tuệ của những người con Tân Kỳ xa quê đang sinh sống và công tác trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm khai thác tối đa mọi tiềm năng thế mạnh của quê hương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Phấn đấu đến năm 2025, đưa Tân Kỳ trở thành huyện phát triển toàn diện của khu vực miền Tây Nghệ An. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, gánh củi gánh cành, ta chạy cho nhanh, xây công trình lớn. Ngàn ngôi nhà đẹp, đều cần thép tốt, như VAS, vững vàng tâm thép. Thép khỏe, bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẵn mịn màng, không có lỗ khí. Chất lượng bảo chứng, bởi triệu công trình, gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi. Thép VAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng. Thép VAS được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với mẫu mã đa dạng. Hệ thống 6 nhà máy của VAS luôn đáp ứng yêu cầu về sản lượng lớn cho các đối tác khách hàng. VAS vững vàng tâm thép. Hotline 028 3820 3820, sẵn sàng hỗ trợ. Xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ hiện có 210 hộ dân với 759 nhân khẩu. Những năm qua, với sự đoàn kết nỗ lực của cấp ủy, ban cán sự xóm và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, nên xóm đã đạt được những thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Xóm nhiều năm liên tục đạt danh hiệu làng văn hóa, đặc biệt góp phần quan trọng giúp xã Kỳ Tân về đích nông thôn mới năm 2018 và đang quyết tâm đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 này. Thật vinh dự, tháng 3 năm 2022, xóm Thanh Tân đã được Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện và Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Tân chọn và tiến hành ký cam kết xây dựng mô hình làng văn hóa tiêu biểu, thực hiện tốt hương ước, quy ước gắn với xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh.
Trong quá trình thực hiện các nội dung tiêu chí của mô hình, mặc dù xóm còn gặp nhiều khó khăn như chưa bổ sung, bố trí, sắp xếp trang trí lễ nghi khánh tiết phù hợp, khoa học, đạt theo tiêu chuẩn tại khuôn viên nhà văn hóa xóm, việc xây dựng và thực hiện các nội dung của hương ước, quy ước gắn với xây dựng nông thôn mới chưa thật cụ thể, phù hợp với tình hình mới, theo quyết định 22/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên từ Phòng Nếp Sống Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Tân, nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong xóm đã giúp xóm Thanh Tân phát huy được nội lực, tranh thủ các nguồn hỗ trợ để nâng cấp hoàn thiện từng tiêu chí. Đến nay, xóm đã nâng cấp, bổ sung, chỉnh trang lại khuôn viên trong và ngoài nhà văn hóa, xây dựng mới đường cờ xung quanh khu vực trung tâm của xóm, xây dựng sân khấu ngoài trời, làm mới giàn mát, bổ sung tủ sách pháp luật, bổ sung bàn ghế đồng bộ tại nhà văn hóa xóm, bảng trích 5 tiêu chuẩn công nhận danh hiệu làng văn hóa và 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa với tổng nguồn vốn huy động trong năm 2022 là hơn 200 triệu đồng. Xóm được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ 1 TV và 1 loa kéo trị giá 30 triệu đồng. Phòng Văn hóa Thông tin huyện hỗ trợ làm mới 30 biển tuyên truyền từ cổng làng văn hóa chạy theo trục đường trung tâm xóm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ được duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được phát động sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Nhờ đó mà hoạt động thể dục thể thao của xóm được duy trì và phát huy. Hàng năm, xóm đều tích cực tham gia các giải đấu, giao hữu do xã Kỳ Tân tổ chức và đạt giải. Đến nay, số người luyện tập thể thao thường xuyên chiếm 38%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, trong đó tỷ lệ gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt trên 90%, số hộ khá hộ giàu tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,4%. Tại cuộc làm việc, thay mặt đoàn công tác nghiệm thu mô hình, đồng chí Cao Văn Xích, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh đã chúc mừng và đánh giá cao vai trò của các phòng ngành Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ, xã Kỳ Tân, nhất là Ban Cán sự xóm Thanh Tân đã vào cuộc tích cực chỉ đạo xóm, hoàn thiện các tiêu chí theo đúng hướng dẫn của cấp trên, xây dựng hương ước, quy ước gắn với xây dựng nông thôn mới. Mong rằng mô hình ngày càng phát huy hiệu quả và sẽ xứng đáng là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn xã Kỳ Tân nói riêng và huyện Tân Kỳ nói chung, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Tân sớm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.